sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nụ cười hội ngộ. Nước mắt chia ly. Những chuyến giao thương. Những hành trình phiêu lưu của tuổi trẻ. Những ước mơ đang được chớp cánh thành hiện thực. Tất cả đều gần lại, đều được nối liền bởi những chuyến bay. Người ta đến rồi đi, gửi trao nhau những lời chúc về một chuyến bay thượng lộ bình an, những hành trình tươi đẹp ở phía trước. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau họ là niềm vui thầm lặng của những người kiểm soát không lưu, những người đã góp phần làm cho nụ cười của bao hành khách thêm trọn vẹn. Chúng tôi là luôn luôn là những người âm thầm đứng sau sự an toàn của các chuyến bay, sự an toàn của hàng ngàn, hàng vạn hàng khách. Bọn mình thì là làm theo chế độ ca kíp, nên là với bọn mình thì không có ngày nghỉ, cũng không có lễ và cũng không có ngày Tết. Có thể làm vào năm nay mình vào giao thừa trực, năm sau có khi vẫn phải giao thừa vì cái lịch như vậy. Dẫu có những cuộc chia ly đầy luyến lưu và nước mắt, các chuyến bay vẫn luôn mang lại cảm giác hồ hởi, phấn khích cho hành khách. Nhưng có một điều hầu như ít ai biết đến là trong khi bạn mơ mộng và thưởng thức vẻ đẹp của vũ trụ qua khung cửa máy bay, thì cả một dây chuyền liên hoàn về con người và máy móc đang tập trung cao độ từng giây, từng phút, trông chừng và xử lý vô vàn tình huống phát sinh để đảm bảo sự an toàn của bạn. Bầu trời của mình trông vậy nhưng mà nó có những cái đường bay, hệ thống đường bay, cánh các chị thấy máy bay bắt buộc phải bay theo đường đó. Và đã bay theo đường đó thì có cái trên, cái dưới, cái thấp, cái cao. Thì cái nhiệm vụ của người kiểm soát viên không lưu, tức là không để máy bay là va chạm thì nó nặng rồi, nhưng mà không để máy bay nó gần quá, nó vi phạm cái phân cách. Là vì người ta phải quy định cái phân cách an toàn tối thiểu, cao cách nhau bao nhiêu, rồi xa thì cách nhau bao nhiêu. Thì đấy là việc của không lưu. Đấy là việc bình thường trong điều kiện bình thường. Nếu bạn lên một chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, thì từ khi tàu bay nổ máy tại Sơn Đỗ, ở sân bay Tân Sơn Nhất, các kiểm soát viên không lưu thuộc bộ phận kiểm soát mặt đất của công ty quản lý bay miền Nam sẽ chịu trách nhiệm theo dõi máy bay. Khi máy bay ra đến đường băng, lấy đà và cất cánh cho đến khi đạt độ cao 200m, kiểm soát viên tại đài kiểm soát không lưu tại sân, tức đài chỉ huy, sẽ tiếp nhận nhiệm vụ. Từ độ cao 200m cho đến khi máy bay đạt độ cao 4000m, cách sân bay 72 km, cơ sở kiểm soát tiếp cận sẽ nhận nhiệm vụ. Từ độ cao 4000m trở lên, cơ sở kiểm soát đường dài sẽ tiếp quản và chỉ hết nhiệm vụ khi máy bay đến ranh giới của vùng trời do Trung tâm Kiểm soát Không lưu Hà Nội chịu trách nhiệm. Cũng lần lượt qua 4 cơ sở kiểm soát bay ở các tầm cao khác nhau như trên. Nếu chuyến bay dài đi qua vùng trời do nhiều nước khác nhau quản lý, thì cơ quan quản lý và cung cấp dịch vụ bay của các nước liên quan sẽ lần lượt nhận và chuyển giao trách nhiệm kiểm soát máy bay cho đến khi tàu bay hạ cánh. Ở bất cứ bộ phận kiểm soát nào của dây chuyền kiểm soát không lưu, không khí làm việc khá im ắng. Tất cả sự chú ý của các kiểm soát viên đều tập trung vào màn hình radar theo dõi máy bay đang trên hành trình. Nội dung đối thoại với phi công hoặc với các bộ phận kiểm soát
cùng hàng loạt dữ liệu về khí tượng, tầm nhìn, hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, điểm sương, khí áp, v.v. để hướng dẫn tổ bay điều khiển máy bay trong nhiều tình huống khác nhau. Tàu bay phải giảm độ cao để hạ cánh khẩn cấp và là một trong những tình huống khó nhất. Và trong trường hợp đó thì kiểm soát viên phải bản lĩnh, nhanh chóng đưa ra những cái quyết định rất là tức thời để dẫn dắt các cái tàu bay khác ra khỏi cái quỹ đạo của tàu bay gặp sự cố này, và tàu bay này có thể nhanh chóng giảm độ cao để về hạ cánh với cái đường bay ngắn nhất. Khi mà có quân sự hoạt động thì rất là phức tạp. Chúng tôi phải điều hành nhịp nhàng giữa phối hợp giữa máy bay dân dụng với máy bay dân dụng và giữa máy bay quân sự với máy bay dân dụng. Và đặc biệt mà áp lực của kiểm soát viên là khi điều hành chuyến bay trong điều kiện thời tiết xấu. Như bạn biết là trong thành phố Hồ Chí Minh này, cái mùa mưa thì là rất là áp lực đối với kiểm soát viên. Hầu như ngày nào đi làm cũng gặp thời tiết xấu. Mà thời tiết xấu thì máy bay phải bay lệch khỏi đường bay này, máy bay phải bay chờ này. Rồi khi mà máy bay bay chờ quá lâu thì máy bay không đủ nhiên liệu để tiếp tục bay chờ, hoặc là đến sân bay dự định hạ cánh thì tổ lái sẽ xin đi sân bay dự bị. Thì chúng đến lúc đó lại càng tạo thêm việc cho kiểm soát viên. Hầu hết lúc đấy là nói trong nghề chúng tôi là bao nhiêu cái chất xám, bao nhiêu cái neuron thần kinh chúng tôi tập trung hết vào để giải quyết những cái vấn đề như thế. Mà không những chỉ hai người ngồi một sector tập trung, mà những cái người mà là cái giờ nghỉ của mình không phải là cái giờ làm việc của mình, người ta cũng phải vào để hỗ trợ chúng tôi để giải quyết những cái vấn đề đó. Rất là áp lực, áp lực trong cái thực hiện điều hành máy bay trong điều kiện thời tiết xấu. Với nghề kiểm soát không lưu, sự an toàn cho các chuyến bay và hành khách là yêu cầu tối thượng. Vì vậy, đòi hỏi tính chính xác trong công việc là tuyệt đối. Việc giữ liên lạc với phi công, ghi chép, theo dõi thông tin về các chuyến bay và điều kiện thời tiết phải luôn liên tục và được phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các bộ phận khác nhau. Ngoài ra, trong những trường hợp đặc biệt, toàn bộ lực lượng phải tập trung họp bàn, rút kinh nghiệm và thảo luận phương án xử lý thích hợp, hiệu quả nhất. Nếu tính luôn các chuyến bay quốc tế quá cảnh qua vùng trời do Việt Nam quản lý, mỗi ngày chỉ riêng cơ quan quản lý bay miền Nam đã phải phục vụ và cung cấp dịch vụ bay cho khoảng 1.300 chuyến bay. Trong điều kiện bình thường, mỗi kiểm soát viên cùng lúc có thể điều hành hàng chục chuyến bay. Vào những dịp lễ Tết, khi lưu lượng hành khách đi lại tăng cao, thay vì được nghỉ ngơi như các ngành nghề khác, thì các kiểm soát viên lại vào mùa làm việc căng thẳng. Ngày 2 tháng 9 tới là đúng ngày trực của mình. Nên là dù là cũng muốn cùng chồng con đi chơi, đi lắm, nhưng mà tôi phải gác lại để hẹn dịp khác. Đó là đặc thù công việc, thì lúc nào các kiểm soát viên cũng sẵn sàng với một cái tâm trạng rất là tốt, một cái sức khỏe tốt để có thể vào điều hành những chuyến bay an toàn, hiệu quả. Áp lực, căng thẳng, nhưng chính tình yêu nghề là nguồn động lực khiến họ gắn bó với cái nghề đặc thù này, dù đôi khi phải hy sinh hạnh phúc cá nhân. Với một chuyến bay an toàn là như vậy, là mình đã đưa rất nhiều những hành khách đi đến nơi và về đến chốn. Theo mình thì như vậy là rất là vui và cũng rất tự hào về cái nghề này. Giải quyết được những cái tình huống khó khăn như là do thời tiết xấu hoặc tình huống traffic rất là phức tạp, mà sau khi giải quyết xong được suôn sẻ, chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và vui, thế là rất là thoải mái vì mình đã làm được một cái việc dù là nó rất là nhỏ bé, nhưng mà mình cảm thấy là mình đã mang lại những cái điều mà góp phần làm nên an toàn cho những chuyến bay và cho những hành khách tin tưởng vào ngành hàng không, càng ngày càng tin tưởng vào ngành hàng không hơn. Với việc phục vụ cho hơn 550.000 chuyến bay mỗi năm, ngành kiểm soát không lưu đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam, cũng như mang lại sự an toàn, thuận tiện cho hàng triệu lượt khách. Trong đó có một phần đóng góp thầm lặng
của các kiểm soát viên không lưu trên toàn quốc, những người dẫn đường bay.